Xin chào các bạn nhá. Các bạn đã trở lại với kênh của Huy Hoàng. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái khu đáng sống bậc nhất ở thành phố Hạ Long. Một khu phải là đẹp tuyệt vời đấy các bạn ạ. Mình sẽ dẫn dắt các bạn từ đây đi vào đến đấy nhé các bạn. Đấy là thuộc một cái khu vực mà chắc là nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng khi đến chỗ khu vực đấy đấy. Đáng sống và đáng để đầu tư vào đấy các bạn ạ. Đây là mình đang đi trên cái khu đường này là gọi là bán đảo Cái Răm đấy các bạn, để dẫn vào cái khu mà mình đang muốn giới thiệu với các bạn. Đây là khu mình muốn giới thiệu với các bạn đây, khu Majida ở Hạ Long đây các bạn. Đây mình muốn giới thiệu với các bạn, đây là khu phố đi bộ đấy, mà cũng ở đây, dân ở đây người ta gọi đây là khu phố Tây đấy các bạn. Muốn một cái căn nhà ở đây nếu mà nằm ở giữa thì nó rơi vào khoảng 180 m², mà mặt là hai mặt tiền các bạn nhá, chứ không phải một mặt đâu. Còn những cái căn mà ở ngoài đầu ấy là lên tới khoảng tầm 200 m² đấy. Những cái căn hộ đây rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn xung quanh xem, tất cả những cái khu vực như là sân chơi hay là vườn hoa người ta đầu tư vào đây rất là lớn. Các bạn nhìn thấy ở cái khu giữa đấy, cái chỗ mình đang đi đây này, là nếu như bình thường thì mình chỉ nghĩ là một cái sân hoa, cái vườn hoa để mà ngắm cảnh vui chơi, nhưng không, thực chất ra thì là ở bên dưới nó nằm cái tầng hầm có cả thang máy để đi xuống, là tất cả là xe ô tô xe máy là để ở bên dưới cái chỗ trên đường mình đang đi đấy, dưới cái làn đường của mình đi đấy các bạn ạ. Đấy là một cái hầm để xe ở bên dưới đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy mỗi một cái căn mà như mình nói là nó cao 8 tầng ấy. Khu này là đáng sống lắm, đáng đẹp lắm. Tôi đang dự tính là tôi mua hết cái khu vực này không, tôi bán lại kinh doanh như các bạn. Bạn nào mà chậm chân là không còn đâu, là phải mua lại của tôi đấy. Xin chào nhé.
Mình đây là đang đi vào khu gọi là phố Tây đây. Các bạn ạ, đây gọi là phố Tây đấy. Giới thiệu với các bạn, ở khu vực này là sẽ xây một cái tòa tháp đôi rất là đẹp, rất là cao đấy, cao nhất Việt Nam đó các bạn. Mà các bạn thấy cũng như là giống ở bên Malaysia đấy, hay là ở Mỹ đấy, là người ta cũng rất là chú trọng một cái tòa tháp đôi đấy các bạn. Ở đây là sẽ có một cái tòa như vậy. Bao giờ có mình sẽ làm một cái clip như thế cho các bạn xem nhé. Đây là khu bãi tắm mới đây các bạn, khu bãi tắm của Mazda đây. Cái khu vực này nếu mà nói về các cái bãi tắm ở khu vực Hạ Long thì theo như mình thì khu này là đẹp nhất. Bãi nó thoai thoải, cũng chỉ là bãi nhân tạo thôi, nhưng mà các bạn nếu mà đến đây thực tế các bạn thấy nó đẹp. Cái bãi tắm này nó dài vào khoảng tầm hơn 500m. Còn chiều rộng của cái bãi cát từ cái bờ kè mình đứng đấy ra đến mép biển thì thường thường nó rơi vào khoảng 40m các bạn ạ. Thứ nhất là cái bãi cái cát này rất là mịn đẹp. Thứ hai nữa là phải nói là cái độ thoai thoải của bãi. Và nữa là mình nói là cái khu vực này là không có một cái dịch vụ gì ở đây hết, cho nên là nước biển ở đây rất là trong xanh đấy. Và là sạch đấy các bạn ạ. Cái clip này mình đi làm là vào vẫn còn là trong những cái ngày dịch đấy, cho nên là ở những cái khu vực này là không có người tắm đâu các bạn. Nhưng mà đến ngày hôm nay là mình đã nghe được thông báo của tỉnh Quảng Ninh là đã bắt đầu được mở cửa một số cái dịch vụ rồi.
đấy, đứng từ cái khu mình đây thì là mình nhìn được sang bên kia là cả cái đảo Tuần Châu đấy, cách đây khoảng tầm 5 km. Thế còn về phía bên tay trái mình là khu Vinpearl Hạ Long, đứng ở cái khu này nó rất là thoáng các bạn, nhìn được khắp mọi nơi, nhìn thẳng ra cả vịnh Hạ Long luôn. Bạn đã đồng hành cùng với kênh của mình rồi. Hôm nay là mình cũng cảm ơn các bạn. Clip của mình cũng sẽ dừng ở đây. Các bạn xem thấy hay về ý nghĩa, các bạn cho Hoàng xin một đăng ký, một like, một chia sẻ nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở clip sau. Các bạn nhớ bấm chuông để nhận các clip đẹp và hay của kênh Huy Hoàng. Chào các bạn.